Ngoại hình thì em thích anh đó cao, tóc nhiều. Gì vậy? Sao tự nhiên tóc nhiều dưới cười cái rần vậy? Bên đây không được nhiều. Có cao không? Cao, cũng không được cao lắm. Mét mấy anh? Mét 65 anh. Thấy không? Đấy cũng là điểm yếu của em đấy. Rồi gì nữa? Nói tiếp đi. Về tính tình thì em thấy ảnh là thứ nhất là có tính trung thủy, có một xíu gia trưởng để thể hiện tính quyết đoán trong gia đình, chứ đừng có... Đừng có vợ nói gì cũng nghe đúng không? Dạ không, vợ nói thấy nghe rồi. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý khán giả. Chào em bà. Là Nguyễn Thị Thu Thảo, 31 tuổi. Em đang là nhân viên xuất nhập khẩu đến từ Phan Thiết. Hiện giờ thì mình đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chứ hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình nghe bạn trai giới thiệu đã nha. Em xin chào anh Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Vĩ, em 31 tuổi. Em hiện tại em là sĩ quan hải quân, em đang công tác ở lữ đoàn 125 ở bên quận 2. Cái nhiệm vụ của bạn trong lữ đoàn là làm cái gì, cụ thể là gì? Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của em thì nói thật với anh là em là trợ lý phòng kỹ thuật. Kỹ thuật là về cái gì? Về tất cả máy móc, về tất cả điện đóm, về tất cả những cái gì liên quan đến tàu bè. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Dạ em thưa chị Cát Tường, mấy anh chị cũng nhận xét em là em vui vẻ, hòa đồng, em thiệt tình, em nhiệt tình và em biết lắng nghe chia sẻ. Dạ, điểm yếu là em rất là mau quên, với lại là em rất dễ tin người. Có bị gạt lần nào chưa? Dạ rồi. Gạt cái gì? Gạt tình hả? Ai vậy? Ai nỡ lần nào gạt tình em kể chị nghe coi. Mấy người yêu cũ của em gạt tình. Mấy người rồi? Dạ hai. Trời ơi, hai người gạt tình luôn. Người nào cũng gạt hết hả? Dạ. Người ta gạt sao? Ví dụ người ta gạt sao? Ví dụ như là quen mình á hả, mà nói là chưa có gia đình, thực tế họ có vợ mà họ giấu. Quen ai xong cuối cùng cũng người ta cũng có vợ hết. Dạ đúng rồi, mà giấu. Nói là chưa có em cũng tin, nên là em rất dễ tin người là vậy. Trời ơi, rồi bây giờ có rút kinh nghiệm gì không? Dạ chắc cũng dễ tin người như vậy, nó không có thay đổi được. Trời ơi, thôi được. Vậy làm tới đây có địa chỉ chắc chắn rồi đó. Cái gì không dám chắc mà độc thân là đây chắc được nha. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Là em trải qua hai mối tình yêu, em yêu đơn phương. Đơn phương không hả? Dạ đúng rồi. Ủa trong quân đội chỗ cơ quan bạn không có nữ ha? Hải quân hả? Dạ không anh. Không có nam không hả? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Em ở Nam Định. Rồi ở thành phố này, ở cơ quan hay là ở đâu? Em ở trong cơ quan luôn anh. Trong cơ quan luôn. Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ ở cơ quan luôn hả? Dạ không, chắc nếu mà lấy vợ thì chắc phải đi ra ngoài ở thôi. Ra ngoài là ở đâu? Ngoài ở đâu? Chắc phải trước mắt là phải thuê nhà thôi. À. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì em thích anh đó cao, tóc nhiều. Gì vậy? Sao tự nhiên tóc nhiều dưới cười cái rần vậy? Bên đây không được nhiều. Có cao không? Cao, cũng không được cao lắm. Mét mấy anh? Mét 65 anh. Thấy không? Đấy cũng là điểm yếu của em đấy. Rồi gì nữa? Nói tiếp đi. Về tính tình thì em thích ảnh là thứ nhất là có tính trung thủy, có một xíu gia trưởng để thể hiện tính quyết đoán trong gia đình, chứ đừng có... Đừng có vợ nói gì cũng nghe đúng không? Dạ không, vợ nói thấy nghe rồi. Có ai nói gì cũng dễ bị tác động, em không thích như vậy. Có lập trường một chút xíu. Dạ đúng rồi. Nãy giờ bạn gái kia yêu cầu vậy, bạn có đáp ứng được không? Em chắc được 80%. Trời, tự tin dữ vậy. Hình có được đâu mà nói. Mét 65 tao đi, đẹp trai rắn rỏi lắm chứ bộ. Anh có yêu cầu gì ở người bạn gái của mình? Nói chung là đầu tiên là phải có tham vọng trong công việc. Phụ nữ là máy ấm gia đình là quan trọng nhất chứ bạn. Em là bộ đội nhưng em rất thích kinh doanh chị ạ. Muốn vợ kinh doanh luôn hả? Dạ đúng rồi. Bạn muốn kinh doanh gì, có một cái suy nghĩ chưa? Không, em có ước mơ là vợ em có thể là làm chủ một quán cà phê hoặc là một cái nhà hàng quán ăn nào đấy. Đúng rồi, tham vọng như vậy tốt. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa, yêu cầu bạn gái thế nào nữa? Yêu cầu bạn gái thì trong công việc và trong gia đình thì nó phải rõ ràng anh ạ, chứ không thể mang công việc về gia đình được. Thích người vợ là phải biết kinh doanh làm ăn, nhưng mà hễ vô tới nhà, về tới nhà là phải lo chuyện gia đình. Khó à nha, cái này hơi gia trưởng. Không, kỷ luật thế cũng tốt thôi chứ. Hơi khó đó. Rồi còn yêu cầu gì nữa, có mẫu người nào không? Dạ có anh. Giống MC Hoàng Anh thì tốt. Á, Hậu Hoàng, Hoàng Anh. Dạ đúng rồi. Chơi cỡ hậu mới chịu hả? Bên kia mẫu Hậu Hoàng Anh được không? Trời ơi. Ốc chỉa. Tóc là đẹp của bộ, tóc màu đen mà. Giờ đang là mốt đấy chị ơi. Mà hình như cái mốt này là cũng lỗi rồi đấy chị ạ. Ủa anh có tật xấu gì không? Hay quên, hay do dự nữa. Ghét nhất người con gái ở điểm nào? Càm ràm ấy, nói nhiều. Gái nào cũng vậy trời. Ở dơ đấy, cũng càng không biết luôn. Làm gì có ai ở dơ. Em đi đường thấy nhiều người cũng ở dơ. Ôi, đi đường thấy xong biết tao ở dơ. Thì nhìn họ ăn mặc. Ngồi gần nó hôi hôi cũng ở dơ nữa.
Không, có đây có thể là mùi cơ thể thì mình chấp nhận được. Hả? Chấp nhận được hả? Được chị. Mùi hôi rất nghiền luôn. Bây giờ mình sẽ qua mình coi đàn gái thế nào, về thông báo liền ha. Trời ơi, coi đi. Dễ thương mà. Dạ. Yeah. Anh bên kia hơi đen chút xíu, nhiều rắn rỗi, sĩ quan quân đội mà. Yên yeah. tâm về kỷ luật, về tất cả mọi thứ là số 1 hết. Dạ. Yeah. Chỉ con cái mình nhìn nhau có nó có tiếng sét ái tình hay không thôi. Dạ. Yeah. Này hơi gia trưởng hơn em yêu cầu đó nha. Vậy em xử sao? Trời ơi, vậy bên đây còn dữ nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà thường á, mấy chú bộ đội á, hơi khô chút xíu, không có lãng mạn, em có đồng ý không? Dạ, đôi khi trong tình cảm mà khô khan quá thì nó không có tạo cái dấu ấn hay gì đó thì cũng hơi khó buồn. Dạ, cũng hơi buồn. Nói thôi chứ không biết có lãng mạn không? Mình chỉ cần lãng mạn, dễ thương lắm. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với bạn em, với sếp em, với chị chủ tịch công đoàn, với em họ của em. Trời ơi, nguyên cơ quan luôn hả? Chủ tịch công đoàn đó. Chào chị chủ tịch công đoàn. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em trai tham gia chương trình. Dạ. Chào cùng quý vị khán giả trong trường quay. Dạ em là bạn đồng nghiệp của Thảo, làm cùng phòng, cũng là chủ tịch công đoàn của khối phòng ban. Trước tiên là thấy em trai bên này là hội đủ các tiêu chuẩn, nói chung là hình thức cũng ok. Duyệt không? Duyệt không? À, duyệt. Duyệt. Rồi, bạn có đi với ai không? Em định điện cho mẹ em vào, nhưng mà mẹ em cách đây 2000 cây số không vào được. Thì chú thì em cách đây 200 cây số thì có lên đây được. Ồ, gì cách 200 cây số luôn hả? Dạ rồi. Ở đâu? Ở Bà Rịa Vũng Tàu lên đây. Rồi, xin mời chú. Chào anh Quyền Ninh, chị Cát Tường. Dạ, chào chú. Hôm nay cậu Vĩ mời đi cái chương trình này thì nói đúng ra là Vĩ thì tính tình ăn nói thì nó cũng không hay lắm, cho nên là đôi khi là đến bây giờ ấy đến bây giờ bạn gái bên này thì về cái cách nói chuyện thì thấy chắc chắn hơn, nói chung là cũng dễ thương. Nhưng mà chú thấy ủng hộ không? Có ủng hộ. Ủng hộ. Rồi gì sao? Thì tôi thấy cháu trên này cũng được, cũng xinh, cũng nói chung là mập. Mà phân cháu trai. Tập hơn cháu trai. Dạ. Về bổ sung cho nhau. Thì nói chung là để cho hai cháu cứ tìm hiểu về sau. Mỗi người phải cho nhau một cái cơ hội nào đấy. Ủng hộ hết mình đúng gì? Hết mình luôn. Để rồi. Cho các cháu tiến tới tốt đẹp hơn. Cảm ơn gì? Dạ, cảm ơn gì? Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Tự hai bên quyết định. Nào. Quà to quá, không biết gì chồng. Có món quà tặng. Rồi, cảm ơn anh ạ. Đâu bằng mở ra có gì. Gì bự vậy anh? Em mở ra đi. Trời. À, vậy là cũng lãng mạn đó chứ. Nó không biết lãng mạn, đẹp hết trơn. Wow. Em biết thể hiện thôi, còn khi em thể hiện là cũng lãng mạn. Nào, hai bạn bắt đầu đi. Em nói trước nha. Ừ, em nói. Anh thấy em sao? Xinh. Thích thật. Anh có 3 câu hỏi muốn hỏi em. Rồi. Em trả lời đấy. Rồi. Hỏi đúng 3 câu thôi. Sắp xếp sẵn. Nếu sau này em có con đó, mà em mà có cuộc họp quan trọng, mà trong đó con đi cấp cứu, mà nếu em mà bỏ cuộc họp đấy thì có thể em sẽ bị đuổi việc, thì em tham gia cuộc họp đấy hay em chạy về với con? Em nghĩ là công việc là để nuôi sống bản thân mình với gia đình, còn con mình em sẽ ưu tiên gia đình hơn, anh nghĩ là vậy. Một câu thôi, anh muốn nếu như mà sau này mà anh về Bắc ấy, mà con cái thì ở trong này, thì em về Bắc hay là ở lại đây với con? Ủa, vì lý do gì mà anh về Bắc mà con ở trong này, anh có vợ bé hả? Không, ý anh nói ví dụ là con cái và gia đình ở người ta ở sống trong này, mà cuối đời anh muốn về quê á. Cuối đời. À, con cái là đúng sẽ rồi. Có cuộc sống riêng của con cái, còn mình là của nhau rồi, thì em sẽ theo anh. Theo chồng. Dạ. Em theo chồng. Câu thứ ba anh muốn hỏi là em hiểu thế nào về Tam Tòng Tứ Đức? Tam thi qua hậu thôi. Hồi xưa á là thường là con gái là cũng không có ra ngoài xã hội giao tiếp nhiều, cho đó Tam Tòng Tứ Đức ở nhà phục vụ chồng nấu cơm nấu nước sẵn sàng lo con cái. Còn bây giờ Tam Tòng Tứ Đức có nghĩa là có thể là ở ngoài xã hội làm việc phụ giúp chồng, về nhà chăm sóc gia đình nhà cũ gọn gàng, đối nội đối ngoại hai bên ok, nghĩ là nó rồi cũng gọi là Tam Tòng Tứ Đức. Bên kia cũng bán lên được không? Tưởng anh ngon hả? Anh tưởng anh ngon hả? Hỏi lại cho chị ba câu. Ba câu. Ba câu lại cho chị. Hỏi được lại ha, được ha. Gật đầu rồi, thích thật. Giỡn với tôi hả? Giỡn với nhà gái hả?
hai chồng ở sống trong đây mà mẹ bắt là hai đứa phải về quê ở với ba mẹ thì anh sẽ như thế nào? Thấy chưa, chết. Câu này mới chết. Chắc là anh sẽ giải thích cho ba mẹ. Ba mẹ anh bây giờ cũng rất là ủng hộ con cái. Ủng hộ về khía cạnh gì à? Về công việc và cuộc sống. Bởi vì bây giờ mẹ chồng ngoài Bắc không như ngày xưa, cũng rất là thoải mái. Mẹ anh từng nói là bây giờ mình phải quý con dâu, nên trong may sau này mình có ốm đau thì nó mới quý mình. Dạ đúng rồi. Mà anh khẳng định với em một điều là em mà đối tốt với mẹ chồng anh như thế nào, mẹ chồng như thế nào ấy, thì chắc chắn sau này con dâu em sẽ đối tốt với em đúng như thế. Anh khẳng định em được đấy. Câu thứ hai. Thôi vào câu cuối đi. Câu cuối luôn. Em thôi khỏi hỏi đi, không dạ. Còn câu gì hỏi nữa đúng không? Dạ đúng rồi em. Rồi. Mỗi người một câu cuối cùng. Thật sự thì anh tham gia chương trình này cũng lâu, đăng ký cũng rất là lâu. Mà theo anh được biết là chương trình này có khoảng tầm hơn 10.000 người đăng ký. Mà hôm nay lên đây được gặp em, anh nghĩ nó rất là may mắn. Còn nếu như mà sau này mà có tiến xa hơn ấy, thì anh khẳng định với em một điều rằng chắc chắn em sẽ không hối hận khi đã bấm nút ngày hôm nay. Mời em. Em hát nha. Rồi. Em nói em vẫn chưa yêu, là thật ra em đang dối lòng. Còn em nói đã chắc yêu anh rồi, là thật ra em đang thích anh. Rất dễ thương. Rồi xong. Bây giờ quyết định lớn rồi ha. Bản lĩnh vững vàng rồi. Nào, hai anh chị có thể bấm nút hay không bấm nút, tùy anh chị. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bác Hồng quân đội đến 1, 2, anh bấm luôn. Nào, bây giờ hai anh chị có thể nắm tay nhau. Đúng rồi, nắm chặt tay nhau nào. Nhớ cái gì mà tuyên bố thẳng thừng mà mạnh mẽ ngày hôm nay là phải nhớ thực hiện bằng được đó nha. Em làm được chị. Chắc chắn em làm được. Mạnh thiệt. Lực không? Rồi. Nào, những chiếc vé xem phim, đồng chí đưa cô ấy đi xem phim. Tới đây. Trời ơi, ghê quá, sợ quá. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các cái hệ thống áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị. Rồi, hãy nắm tay đưa bạn gái đi hẹn hò đi bạn. Em là bên mình học, chỗ nào mà không có thì mình sẽ phụ. Hơi nông tính, hay lại là dễ khóc nhè. Mẫu bạn trai của em không bị hói. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Mang. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Bạn nữ có thể giới thiệu về mình cho bạn nam biết. Em tên là Chu Vĩnh Nguyên Thi. Năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê Thi ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em Thanh Hải. Quê em ở Hà Tĩnh. Nay em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm việc gì? Dạ em làm bên viễn thông đó. Viễn thông? Dạ. Tới điện thoại này kia, cáp quang này kia đó hả? Dạ. Nói chung điện thoại mình muốn xài được là phải có sóng. Em là bên mình sóng. Em bên sóng. Lúc có lúc không. Lúc không nhiều hơn lúc có. Chỗ nào mà không có thì mình sẽ phụ. Có mấy mối tình rồi? Em thì có hai. Gọi là chính thức thì chỉ có một thôi. Một. Gọi là mối tình đầu luôn. Quen nhau hơn 3 năm rồi á. Hồi nãy bạn Nam nói bao nhiêu tuổi, bên này chưa có nghe. Em năm nay 29 ạ. Sinh năm 88. Hai vợ chồng bằng nhau. 88 mình kìa, 88 mình tới quy 8. Đẹp. Bằng nhau. Có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình đầu tiên chắc là thích thôi. Thích thời cấp 3. Nhưng mà gần hồi đại học thì có là tình đơn phương. Thích bạn đó tại vì cái cách nói chuyện với lại cái quan tâm. Xong rồi ở ký túc xá vậy. Là đi tỏ tình một mình thì sợ.
rủ thêm bạn gái nữa, chạy qua cái xá Nam lầu 3 là... Em tỏ tình với cái anh đó hả? Dạ. Chạy lên lầu 3, bạn gái kia thì đứng chờ ở dưới, em đứng chạy lên gõ cửa phòng, chạy ra nói tôi thích bạn, xong phát chạy về luôn. Phản ứng của bạn trai lúc đó là sao? Dạ không kịp. À, từ đó giờ luôn là mối tình vậy là thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, nguyên nhân tại sao mà bao nhiêu lâu nay mình không có được mối tình nào sâu đậm? Có lẽ là do em khó tính, và cái môi trường công việc của mình thì cũng khó. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, là tính tình thế là cẩn thận và biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu lại là hơi nóng tính, lại là dễ khóc nhè. Bạn cần tìm một người đàn ông như thế nào? Mẫu bạn trai của em về ngoại hình thì là không bị hói. Rồi. Cái gì? Không bị hói ạ. Chào chị Cát Tường. Bực mình ai nói hói. Cao lên coi. Từ sẽ hói. Rồi, gì nữa? Ngoại hình cái thần tượng của em là anh Matsu trong chương trình Lớp Bớt ạ. Matsu à? Anh Matsu là anh nào vậy? Matsu lên đây coi. Đó, thần tượng bạn ấy là anh này nè. Đứng lên coi bạn, đứng lên coi. Đó coi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn Matsu nha, nay có Matsu ở đây luôn. Trời ơi, bớt chút xíu nha. Cỡ 1-9-1-10 với anh Matsu được rồi à. Được không? Rồi, còn cái điểm gì không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai hút thuốc. Anh có hút thuốc không em? Dạ, không chị. Được quá, hên quá, vớt lại cái vụ ngoại hình ha. Em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn người bạn gái thì ngoại hình thì bình thường thôi, không cần phải không có mắt xu mắt xì đâu ha. Dạ, không. Nói chung là biết tự làm đẹp cho mình, biết tự chăm sóc mình. Ok. Còn về chiều cao thì khoảng 1m55 đổ lên là ok ạ. Được, khiêm tốn không? Được, 55 được rồi. Bạn có tật xấu gì không? Em thì hay quên á. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng hoặc 5 chị. Chuẩn bị được gì chưa? Cũng nói chung đám cưới thì ok rồi. Còn để mà sống lại Sài Gòn thì mình phải còn cố gắng nữa. Vậy giờ cưới nhau xong là mình ở trọ trước hả? Tạm thời thì mình ở trọ, còn không mình hai vợ chồng chung lại mua ngôi nhà nhỏ ở cũng được. Vậy là tốt quá rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Được. Ta bản lĩnh vững vàng ha. Dạ. Vậy không chị? Lo cho tương lai không bằng anh kia thôi nha. Nói chung mình xem coi người thần tượng Matsu sao mà. Em chào anh. Chào em. Trời đúng rồi, thần tượng Matsu đúng rồi. Đây cũng thuộc loại su su à. Anh bên đây nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Chịu không? Sao mô tả giống bạn nữ nè. Không có bạn nữ, nó nhỏ con vậy đó. Nhỏ con thôi, nhỏ con men. Dạ, men là được rồi. Men, chắc chắn men. Yên tâm. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Anh là anh dư sức. Được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với ba mẹ và chị. Ồ, có ba mẹ nữa hả? Dạ. Rồi, chào ba mẹ. Đó, bạn trai nhìn thấy bác Phúc Hậu là hiểu, biết bên đây con dạ, gái. Xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ, chào bác. Thật sự rằng hôm nay khi mà nghe Thi lên được chương trình Bằng Một Hẹn Hò thì hai vợ chồng rất là vui. Tại vì lúc nào cũng hâm mộ cái chương trình Bằng Một Hẹn Hò. Dạ, cảm ơn bác. Thành thử ra cũng có hai chị ruột của Thi về để tham dự trong cái chương trình hôm nay. Thì chắc lại là ba để cho mẹ nha. Dạ. Ba để mẹ chắc là mẹ có nhiều cái tâm sự đồng cảm với con nhiều hơn hả? Dạ. Là ba để cho mẹ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào Cát Tường. Dạ. Rồi chào mọi người trong trường quay. Thì nói là cái nguyên nhân mà Thi chưa có người yêu là vì là chắc có lẽ là Thi khó tính. Nhưng mà thực sự ra là theo mẹ nhận xét thì không phải là khó tính. Nhưng mà Thi á, là có một cái bản tính là rất là nghiêm túc trong tất cả. Nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong quan hệ tình cảm. Rồi là rất biết quan tâm và chú đạo với người khác. Cho nên cũng yêu cầu người khác cũng nghiêm túc đối với mình. Còn riêng về nhận xét về cháu trai bên đây, đôi bên cùng tuổi, cũng là đó một cái thuận lợi. Cái thứ hai là cái cách nói chuyện, rồi qua cái phong cách bên ngoài. Thì cũng cảm nhận được cháu một người sống vui vẻ, thông thoáng, cởi mở. Thì cái điều đó là rất hợp với Thi. Nếu mà gọi về chỉ số phần trăm thì có thể trên 70%. Yeah. Còn phần còn lại là tụi con.
À, bây giờ bạn có đi với ai không? À, em đi với em trai với cả hai người bạn. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Quân, em trai của anh Hải. Thì em thấy chị gái bên này cũng dễ thương, nói chuyện thì lưu loát. Nếu mà xét về cái tiêu chuẩn của chị ấy, thì anh trai em đạt khoảng 80%. Còn thì anh hơi gầy thì chị có thể về chăm sóc anh em. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau. Rồi, bây giờ kéo màn lên. Kéo màn lên. À, mình tặng bạn với hoa. Đâu đứng kế bên coi, đứng sát bên coi. Bình thường mà, xứng mà anh này. À, xứng mà. Cao hơn chứ bộ. Trai tài gái sắc ha. À, cảm nhận đầu tiên của anh về em thế nào? À, nói chung thì nhìn thì cũng dễ thương. À, dễ thương. À, đâu có dễ thương đâu, quá dễ thương. Rồi. Em cảm nhận về anh thế nào? À, thì ngoại hình thì ra, chắc là không bằng anh nó sâu rồi, nhưng mà chưa chịu bỏ ảnh nữa trời. Nhưng mà nhìn thì cũng được, quan trọng là cảm nhận của hai người thôi. Dạ. Bây giờ mình nói một câu gì thật là tình cảm lãng mạn. Mình hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, và nếu được mình có thể tiến tới cùng chung một gia đình, dưới một mái nhà, để cùng lo lắng cho nhau. À, trong những cái buồn vui của cuộc sống mình chia sẻ với nhau. Tốt, nói gì với hai bác? Con chào hai bác. Chào chị luôn. Chào chị luôn. Cháu với hai bác, nếu mà quen con gái bác thì cháu cố gắng hết sức, tại vì cháu là người sống rất tình cảm. Bố mẹ cháu thì hôm nay là ở hơi xa nên là cũng không có dịp tham dự cái ngày hôm nay. Thì hôm nay có hai bác đây tới tham gia thì cháu rất cảm ơn. Em có điều gì muốn nói với bạn trai không? Cảm xúc hiện tại của em thì cũng có chút rung động. Thì hy vọng thì sẽ có thời gian tìm hiểu để cảm nhận về nhau nhiều hơn. Đây, hai bạn để tay nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Giây phút hết sức là thiêng liêng dành cho các cặp đôi các bạn. 3 2 1 hết thời gian. Rồi bây giờ có thể nắm tay được rồi đó. Có hai bên, ở bên hai bác các chị, bên đây có em trai ha. Bạn có sao xuyến gì chưa? Em nghĩ là có điện truyền đó anh. Có điện rồi ha. Thôi giờ mình lắp sóng vô được. Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ có thời gian bên nhau thật lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn trong con đường hôn nhân. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhận được thiệp cưới của các bạn. Nào, em xin phép cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng ekip thực hiện chương trình. Chúc chương trình mình ngày càng phát triển để có nhiều cặp đôi nữa sẽ được đến được với nhau. Xin cảm ơn. Rồi, hãy nắm chặt tay nhau. Đúng rồi, đừng buông tay ra nhé. Mời bạn nữ. Chúng ta giới thiệu về mình đi các bạn. Chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Viết Biên. Em Phan gì? Phan Viết Biên. Phan hết Biên. Viết là Biên, ví dụ như là Biên Thùy á. À Biên á hả? Bao nhiêu tuổi Biên? Em hiện tại là quê gốc em là Sầm Sơn Thanh Hóa, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Ta hỏi nhiêu tuổi em trả lời cái gì? Em năm nay 31 tuổi ạ. Rồi. Anh làm nghề gì? Em lái máy cổ nâng. Rồi, Phan Viết Biên 31 tuổi, lái máy tổ nâng. Cẩu anh. Cẩu nâng. Rồi anh này là trong hồ sơ để là bộ đội xuất ngũ đúng không anh? Dạ, trước đây em có đi bộ đội, đi hải quân. Và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không, em làm ở Đồng Nai. Ở Đồng Thành Nai. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh, người mà em hâm mộ nhất. Chào em.
Dạ xin tự giới thiệu với mọi người, em tên là Đoàn Ngọc Hồng Nhung, 29 cái tuần xanh, em là quê ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang kinh doanh về thời trang. Rồi bạn trai kia mỗi tuần ở Đồng Nai chạy lên chơi hả bạn? Dạ chị. Bạn có bạn gái có ngại bạn trai ở xa vậy không? Ở đâu cũng được đó, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai tâm hồn đến nhau được. Hay quá. Sao đâu cứ mỗi bữa bảy nhật ảnh lái cẩu nâng lên chở đi chơi có gì đâu. Không được anh. Rồi. Máy của em là cấm lấy chở người. Mình làm. Rồi bây giờ hỏi bạn nữ nè, tại vì bạn nữ ở đây rất là dễ thương, rất là xinh xắn, mà tại sao bây giờ là 29 xuân xanh mà chưa có bạn trai? Dạ có lẽ là ba mẹ đặt tên cái duyên cũng là cái nghiệp tên Hoa Hồng. Hồng thì đẹp nhưng mà có nhiều gai quá nên không ai anh nào chịu mất hết, và em bị mất niềm tin về đàn ông. Sao mất niềm tin? Người đó gạt bạn hả hay làm gì bạn? Dạ gạt luôn hả? Dạ. Ủa gạt cái gì em? Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Những người đàn ông cũng có người tốt người xấu, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu em. Phụ rồi bây giờ tham khảo anh ở đây coi sao nha, anh đây được lắm á. Anh sao anh? Anh được không? Cứ tìm mọi người nhận xét thôi, còn bản thân em thấy em cũng được. Được. Anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cát Tường ấy. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy. Nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Bây giờ muốn kiếm cái chuẩn người phụ nữ sao, đưa cái chuẩn ra đi nói luôn đi. Tiêu chuẩn của em thì cao tầm 1m55 tới 60 là được rồi. Rồi, được, gì nữa? Nặng thì cũng tầm 45kg thôi. 45? 65 thì bé không nổi đâu chị ơi. Bộ đội phải khỏe chứ, bộ đội mà 65kg là bé không nổi. Bình thường thì nổi nhưng mà người ta xỉu là bé không nổi. Có yêu cầu vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì không? Không, cái đó thì trời cho làm sao thì... Trời nào mà cho, người ta cho chứ trời nào cho. Không, nếu là cái duyên mà hai người mà đến được với nhau có nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi ha. Nghe anh nói vậy em thấy em đạt được nhiều phần trăm cái chuẩn của anh đưa ra? Chắc em đạt được 100% được không chị? 100% luôn hả? Trời ơi, xuất sắc. Mình giới thiệu về mình một xíu đi, cái em có tật xấu gì không? Dạ, em rất là thích nấu ăn. Nhưng mà em không thích rửa chén được không anh? Được không anh? Ai cũng không thích rửa chén hết đó, em cũng vậy. Vậy là hai vợ chồng này ăn xong đập chén. Rồi còn gì nữa không em? Em thì em làm bên thời trang nhưng mà em không thích về trang điểm cho lắm. Con người mình giản dị, có sao để vậy. Cái này đàn ông thích. Ừ. Rồi. Lâu lâu thì em cũng có lúc nắng lúc mưa chút anh ơi, em có giận dỗi. Anh có nhường nhịn em chút không anh? Nhường thì nhìn chút chút thôi chứ nhường ngày nào cũng nhường là cũng hơi mệt. Em dễ lắm, em cứ giận xong mà ai cho em ăn cái gì xong lát hồi em quên hết trơn. Thôi vậy cũng được, cũng dễ ha. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em rất là thích nấu ăn. Em nhớ nhất là câu của anh Quyền Linh mà em nói em đi đâu cũng nằm đồng hết á. Hãy thêm một chút vui vẻ, một chút hài hước và một chút lãng mạn vào mỗi bữa cơm gia đình. Đúng rồi. À. Được, cái này được. Rồi thôi bây giờ mình nói cái chuẩn bạn trai để chị qua chị coi. Bên kia đưa ra chuẩn rồi, nhà gái mình cũng phải đưa ra chuẩn chứ, đúng không? Đưa đi, bên đây chuẩn rồi đó. Dạ chuẩn bạn trai của em là cao hơn em, tại vì em cao 1m67 ra anh. Cao hơn em nhưng mà đừng có xăm hình nha anh. Xăm lỗ mũi thôi được không? Thôi còn gì nữa không? Hói cũng được nhưng mà đừng có để lâu nhiều quá, lâu sùm xìu quá lúc hùng nó ngứa lắm. Trời đất ơi, hói không? Không có hói. Tóc để không hói. Ủa không, để tóc ngộ vậy? Ờ, tóc màu đen lạ mà. Chứ coi có hói không, ngụy trang hay là? Không, không hói. Ồ, tại màu đen vậy đó hả? Ờ. Nhưng mà đừng có để râu sòm xòa nghe, hung nhột lắm á. Râu thì nhiều nhưng mà sáng nay cạo vậy. Có râu nhiều lắm em, nhưng mà cạo xa xát. Nó chị trời, nó cứng cứng chọt chọt còn ngứa dữ nữa. Rồi có gì nữa không? Em bị vấp ngã một lần rồi. Nên em không muốn là bạn trai mượn tiền em nha anh. Nghe không? Em nghe. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết vậy. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được, biết đâu sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi làm sao không mượn thì làm sao. Chắc phương xỉu quá. Em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được, ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà, không lẽ anh không mượn? Dạ. Chứ đâu không cần mượn. Để bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết á. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên đi bóp bình thường. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi. Ví dụ anh kẹt vô vốn làm ăn gì đó, anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu, tôi thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật mà. Y vậy luôn.
Vậy cả đời coi như không tin đàn ông luôn. Không, giờ không cho ai mượn tiền, yêu yêu đừng mượn tiền. Thì không rồi không chị. Thì vậy đi, sao cứ lòng vòng ngoài, tao không muốn cho mượn tiền mà ép người ta nữa. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng nhiều lắm. Gì ví dụ? Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em thì không thích người ở dơ. Em đi làm về khuya, thế nên là 9-10 giờ tối chẳng hạn, em không bao giờ ăn tắm. Sáng em mới tắm. Rồi ngủ chung với vợ rồi không tắm luôn. Thay đồ đi ngủ thôi chứ không tắm. Sáng dậy có tắm đi làm không? Có, không tắm thì cũng gội đầu. Ủa, tắm không tắm mà gội đầu là sao? Là tắm cái đầu của cái mình chừa lại hả? Để cái đầu là... xuống gội thôi, còn cái mình chừa lại. Chừa cái mình lại thiệt luôn á hả? Ý em nói là nếu như mà mình không tắm thì mình phải gội đầu. Ủa là sao anh Linh? Hiểu. Thì nó thúi chứ sao? Đâu có sao đâu, không tắm thì nó thúi à. Rồi được rồi, cái đó là khuyết điểm á hả? Có ưu điểm gì không? Kể khuyết điểm hoài, bên này gái chạy luôn á. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em nấu cũng rất là ngon. Rồi, gì nữa? Em chơi thể thao, cho có môn gì em cũng biết nhưng mà không giỏi đâu. Không bộ đội thì những cái việc này rất là ok. Nhưng vấn đề chỗ mà... Có dơ là tao không chịu rồi đó. Trời ơi, bên đây tao làm thời trang, tao đẹp sạch sẽ, thơm tho vậy, bên kia không tắm. Cũng ngộ thiệt. Hello. Chào anh. Chào em. Thần tượng anh Linh đó. Anh đây quầy nấu ăn tốt nè, công việc tốt, nhưng chỉ có băn khoăn chuyện không có tắm đó. Anh hỏi lo thôi. Anh nói nếu mà chịu bấm nút cho em mà em về nhà em huấn luyện là chắc chắn anh sẽ tắm. Đơn giản anh không tắm là khỏi cho anh vô nhà ngủ, ra ngoài ngoài đường ngủ. Đó là cách đó hả? Ừ. Rồi. Mình làm theo kỷ luật quân đội luôn anh. Được, cũng được. Em có yêu ngay cái nhìn đầu tiên không? Em nhìn anh là em yêu ngay cái nhìn đầu tiên rồi đó. Cảm ơn em nha. Sao vậy? Ai biết. Tại vì anh cảm nhận thôi chứ tôi đâu cảm nhận được đâu. Bây giờ vậy đi, mình tham khảo ý kiến người thân đi. Bạn có đi với ai không? Có, em đi với anh họ cũng là bạn. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Thực ra thì em với Bin là cũng có họ hàng, nhưng mà vì đồng trang lứa cho nên chơi với nhau cũng thân. Em thấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương, cũng khá cá tính. Có một cái điểm là hai bạn kết hợp chắc sẽ thuận lợi, đó là bạn nữ làm thiết kế thời trang cho nên chắc thiết kế được khá nhiều đồ, cho nên dù bên kia không tắm thì cũng vẫn có đồ mặc. Được. Em thấy là cặp đôi này cũng khá là thú vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đến em đi với là có hai đứa em họ, có chị dâu và dì của em nữa. Rồi, chào dì. Chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Rồi, chào dì. Dì nhìn thấy nhìn cái anh ở tấm đầu không tấm mình đó, bảo sao dì? Dì thấy là Biên cũng hợp với Nhung đó. Còn tấm đầu tấm mình thì cái đó như nó đùa thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Vậy mà có đó dì. Có thì về hai đứa tự sửa đổi với nhau thôi. Dạ. Còn em gái nha, chị gái, chị dâu thấy sao? Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị dâu. Nhung thì rất là trung tình, nhưng mà chỉ cần một người nam trung tình nữa thôi là đạt tiêu chuẩn. Yeah. Còn em nhìn bên Bin thì trước tiên là cái vóc dáng là cũng tốt, và cái hình thức bên ngoài là đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn chị, giờ chú không sao em. Bây giờ cho cả hai gặp mặt nhau đi. Rồi, nào, cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để nói chuyện với nhau. Cảm ơn anh. Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau qua tấm rèm này, em cảm nhận về anh thế nào? Có đạt được một chút tiêu chuẩn gì của em? Em nghe thấy giọng nói của anh là em thấy là anh là được 9/10. Giọng anh rất là hiền và từ tốn. Về nhà chắc là không ăn hiếp em. Hơn xui. Mong là hơn nhiều hơn xui. Rồi còn anh cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận người đối diện em thì nói chung là cũng ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Tức là xinh xắn hơn em nghĩ. Ổn rồi phải không? Ổn, mình tính tới chuyện hôn nhân luôn, được chị gả luôn cho. Quan điểm của em về hôn nhân thì hai người đến với nhau á, miễn sao mà yêu nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì ngày nào em cũng coi chương trình của anh Quyền Linh mà, nên ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hy vọng em bấm nút. Bấm sao được, mình phải tỏ tình ta làm sao chứ. Bây giờ em nói một cái gì đó thật là tình cảm, tỏ tình, hoặc là em hát một bài hát. Hát thì em hát không được chị. Hát là mình em hát không được. Chứ hát mấy mình? Hát nhiều người thì em hát không kịp nên em... Em hát. Ủa là sao? Chị không hiểu rồi. Hả? Hát một mình thì em hát không được, mà hát nhiều người thì em hát không kịp người ta, nên em không bao giờ em hát. Dạ em hát cho bạn gái em nghe, em tỏ tình với bạn gái em thôi, coi như mọi người xung quanh không, em tỏ đừng... tình thì không nhất thiết phải hát chị. Thì như... em làm gì em làm đi. Muốn làm gì em làm đi. Anh hy vọng là sau chương trình này anh với em sẽ có thời gian tìm hiểu thêm,
anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt theo như mong muốn của em. Em cho anh một cơ hội. Đó, ít nhất là vậy. Anh gái, không phải có một mình em là làm nhân chứng mà tất cả các khán giả đài ở đây đều làm nhân chứng, và đặc biệt là anh Quyền Linh và chị Cát Tường đều làm nhân chứng. Nếu mà anh có phản bội lời hứa thì lúc đó là con người anh sẽ ra sao thì em không biết. Được rồi, đó là nhắn nhủ bao nhiêu con người ở trong cái khán đài này làm chứng đó nha anh nha. Nào, để tay nút bấm. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ hung cái kỷ niệm đi. Khó quá anh. Không có gì đâu, khó. Đâu nhiều quá anh ơi. Đó. Đó, nói chi cho nhiều. Nãy giờ mới thấy những cái mạnh mẽ. Bộ đội mà. Gửi tặng hai bạn. Nói là làm liền. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng đến các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là chiếc vé xem phim, chúc hạnh phúc sẽ mau đến. Vô đó hung thoải mái. Nhớ coi phim đừng mượn tiền nha. Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 số của bạn muốn hẹn hò. Em cố, em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng bung ra. Chúc họ sẽ thành công. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi và đang là nhân viên trong một văn phòng đại diện của Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kiêm luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ em quê ở Bình Định vậy. Rồi mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Thì tại lý do gì? Do có những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Bây giờ hỏi bạn nữ nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết, có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ, cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự gọi là chưa chính thức quen. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố, em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng bung ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu, không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 số của bạn muốn hẹn hò. Thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 số luôn ha. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát luôn, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát vậy mà em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc là hay quên. Em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất mình đang lái xe. Thôi, lúc đó xe lái em cho em còn lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng cần suy nghĩ á. Dạ chị. Có làm sao không? Dạ không vậy, lúc đó là đi chạm với chị. Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng, không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình. Đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó. Mệt lắm. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển. Muốn gì nó đại với em đi ha. Dạ. Bây giờ không thích gì á bạn nữ?
chi ly tính toán quá. Trời, đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của. Thì có chuyện gì tính thì được, ví dụ ra chợ mua rau cá rồi phải trả giá chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi mai mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ nữ lo cho chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại. Rồi chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì có căn hộ ở thành phố rồi. Ờ vậy được mà rồi. Chưa lấy sổ hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa. Có nhà rồi em. Có nhà thì mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Em chào anh. Chào cô gái. Dạ. Em phải thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo, nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm nhưng cũng đôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu. Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là không, sao đó. Vũ phu thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái vũ phu giùm em nha. Rồi. Không, dạ, này chắc vũ phu không nổi đâu. Có vũ phu không? Không anh. Vũ nữ? Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ, em có em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và dạ, chào kính chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm. Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á, là chị Trân của em á, là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình, mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin rồi, cảm ơn em. Hôm nay ông có đi với ai không? Em có đi với em họ, em ruột, 4 người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở dưới khán đài luôn. Nguyên đó. Fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào ông Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét thì chị thì em cảm thấy ok, dễ hiền. Được, còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi, chắc chúng qua năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi, chị cũng mong vậy lắm á. Rồi, dạ rồi. Xong. Thôi, bây giờ tham cho đôi trẻ gặp nhau hai đi. Bên xong rồi, mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Anh. Dạ, em cảm ơn anh, em cấp quà tặng anh. Chị tặng quà ta chưa nói năng chơi quay lưng lui trời thiệt chứ. Nghe chị. Dạ quyển sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh ấy nhưng mà anh đọc rồi thì anh có thể cho mượn đọc lại. Rồi anh cũng nói đi anh tặng hoa đi. Rồi khi nào em xài nào héo em gửi lại anh. Rồi khi nào khô nó để lại. Rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn. Mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ bó hoa này anh tặng em đó. Nó ý nghĩa lắm chứ bộ đúng không? Thôi bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xí trước khi nói giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình. Cổ ghi ra trong này rõ luôn, bạn muốn hẹn hò, có tiêu chuẩn luôn ngoại hình. Cao ráo, dễ nhìn. Cô để cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè, em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó. Đọc bao đêm viết ra được thì phải không, cái này cho em giải thích. Đọc đi. Không phải cái này em giải thích chút xíu, tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có bút để ghi. Không sao, không sao. Anh thử đọc coi giống anh không? Cái này là thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó nhưng mà. Em tặng đi. Vậy là. Dạ, sau này. Anh không giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không? Nên em giấu luôn đúng không? Nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi. Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật. Chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao? Thôi hai người tâm sự đi. Dạ hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia, và nhìn anh như vậy em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây áo sơ mi trắng. Wow. Không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh vụ nghỉ hết. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh. Tươi.
Bình thường nó gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Ông nói là nó là nó dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy vậy ta? Anh nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương à. Nhà anh bên trên nuôi ốc hương hả? À, đúng rồi anh nuôi. Thế anh nhà sang em bán hết rồi. Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con mà tôm dạ, tôm nhanh cũng được. Thôi vô con người đi. Tình yêu một móc mối làm ăn hả? Em hỏi nghề dính nghề. Rồi chỗ này phải móc mối làm ăn. Nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu. Không có mua đâu nhân thắng. Mua anh nghe không? Đây không chỗ phải chỗ bắt ốc. Bắt đầu nói chuyện tình yêu. Lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ em cũng thích ăn ốc lắm anh. Thôi mày nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chị nó bỏ qua đi. Dạ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc này cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Là được hả? Ở luôn hả? Cái cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không, là ăn thua giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ cho suy kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Nên như cảm nhận của em tình yêu mà nữa. Đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được. Một cô gái rất dễ thương, thông minh, ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên cũng tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn anh. Nhớ đọc sách xong rồi cho bạn ấy mượn nha. Mời bạn nữ. À, chúng ta giới thiệu về mình đi các bạn. Chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Viết Biên. Em Phan gì? Phan Viết Biên. Phan hết Biên. Viết là Biên, ví dụ như là Biên Thùy á. À Biên á hả? Bao nhiêu tuổi Biên? Em hiện tại là quê gốc em là Sầm Sơn Thanh Hóa, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Ta hỏi nhiêu tuổi em trả lời gì? Em năm nay 31 tuổi ạ. Rồi. Anh làm nghề gì? Em lái máy cẩu nâng. Rồi, Phan Viết Biên 31 tuổi, lái máy tổ nâng. Cẩu anh. Cẩu nâng. Rồi anh này là trong hồ sơ để là bộ đội xuất ngũ đúng không anh? Dạ, trước đây em có đi bộ đội, đi hải quân. Và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không, em làm ở Đồng Nai. Ở Đồng Thành. Nai. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh, người mà em hâm mộ nhất. Chào em. Dạ, xin tự giới thiệu với mọi người. Em tên là Đoàn Ngọc Hồng Nhung, 29 cái tuần xanh. Em là quê ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang kinh doanh về thời trang. Rồi, bạn trai kia mỗi tuần ở Đồng Nai chạy lên chơi hả bạn? Dạ chị. Bạn có bạn gái có ngại bạn trai ở xa vậy không? Ở đâu cũng được, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai dạ. Tâm hồn đến nhau được. Hay quá. Sao đâu, cứ mỗi buổi thứ bảy chủ nhật ảnh lái cẩu nâng lên chở đi chơi có gì đâu. Không được anh. Rồi. Máy của em là cấm lái chở người. Mình làm. Rồi bây giờ hỏi bạn nữ nè, tại vì bạn nữ ở đây rất là dễ thương, rất là xinh xắn, mà tại sao bây giờ là 29 xuân xanh mà chưa có bạn trai? Dạ, có lẽ là ba mẹ đặt tên cái duyên cũng là cái nghiệp tên Hoa Hồng. Hồng thì đẹp nhưng mà có nhiều gai quá nên không ai anh nào
chịu mất hết. Và em bị mất niềm tin về đàn ông. Sao mất niềm tin? Người đó gạt bạn hả? Hay làm gì bạn? Dạ. Gạt luôn hả? Dạ. Ủa gạt cái gì em? Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Những người đàn ông cũng có người tốt người xấu, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu em. Phụ rồi bây giờ mình tham khảo anh mà. Anh đây coi sao nha, anh đây được lắm á. Anh sao anh? Anh được không? Tùy mọi người nhận xét thôi, còn bản thân em thấy em cũng được. Được. Anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cách Tường ấy. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy. Nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Bây giờ muốn kiếm cái chuẩn người phụ nữ sao, đưa cái chuẩn ra đi, nói luôn đi. Tiêu chuẩn của em thì cao tầm 1m55 tới 60 là được rồi. Rồi, được, gì nữa? Nặng thì cũng tầm 45kg thôi. 45? 65 thì bé không nổi đâu chị ơi. Bộ đội phải khỏe chứ, bộ đội mà 65kg là bé không nổi. Bình thường thì nổi nhưng mà người ta xỉu là bé không nổi. Có yêu cầu vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì không? Không, cái đó là trời cho làm sao thì hưởng lại. Trời nào mà cho, người ta cho chứ trời nào cho. Không, nếu là cái duyên mà hai người mà đến được với nhau có nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi ha. Nghe anh nói vậy em thấy em đạt được nhiều phần trăm cái chuẩn của anh đưa ra? Chắc em đạt được 100% được không chị? 100% luôn hả? Trời ơi, xuất sắc. Mình giới thiệu về mình một xíu đi, cái em có tật xấu gì không? À, dạ, em rất là thích nấu ăn. Nhưng mà em không thích rửa chén được không anh? Được không anh? Ai cũng không thích rửa chén hết á, em cũng vậy. Vậy là hai vợ chồng này ăn xong đập chén. Rồi còn gì nữa không em? Em thì em làm bên thời trang nhưng mà em không thích về trang điểm cho lắm. Con người mình giản dị, có sao để vậy. Cái này đàn ông thích. Ừ. Rồi. Lâu lâu thì em cũng có lúc nắng lúc mưa chút anh ơi, em có giận dỗi. Anh có nhường nhịn em chút không anh? Nhường thì nhìn chút chút thôi chứ nhường ngày nào cũng nhường là cũng hơi mệt. Em dễ lắm, em cứ giận xong mà ai cho em ăn cái gì xong lát hồi em quên hết trơn. À, thôi vậy cũng được, cũng dễ ha. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em rất là thích nấu ăn. Em nhớ nhất là câu của anh Quyền Linh mà em nói em đi đâu cũng nằm đồng hết á. Hãy thêm một chút vui vẻ, một chút hài hước và một chút lãng mạn vào mỗi bữa cơm gia đình. Đúng rồi. À. Được, cái này được. Rồi thôi bây giờ mình nói cái chuẩn bạn trai để chị qua chị coi. Bên kia đưa ra chuẩn rồi, nhà gái mình cũng phải đưa ra chuẩn chứ, đúng không? Đưa đi, bên đây chuẩn rồi đó. Dạ, chuẩn bạn trai của em là cao hơn em. Tại vì em cao 1m67 rồi anh. À, cao hơn em. Nhưng mà đừng có xăm hình nha anh. Có xăm lỗ mũi thôi được không? Nhưng... thôi. Còn gì nữa không? Thôi cũng được, nhưng mà đừng có để lâu nhiều quá, lâu sùm xìu quá, lúc hùng nó ngứa lắm. Trời đất ơi. Hói không? Không có hói. Tóc để không hói. Ủa không, để tóc ngộ vậy? Ờ, tóc màu đen lạ mà. Chứ coi coi có hói không, ngụy trang hay là... Không, không hói. Ồ, tại màu đen vậy đó hả? Ờ. Nhưng mà đừng có để râu sòm xòa nghe, hung nhột lắm á. Râu thì nhiều nhưng mà sáng đã cạo vậy. Có râu nhiều lắm em, nhưng mà cạo xa xát. Nói chị trời, nó cứng cứng chọt chọt còn ngứa dữ nữa. Rồi có gì nữa không? Em bị vấp ngã một lần rồi. Nên em không muốn là bạn trai mượn tiền em nha. Nghe không? Em nghe. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết vậy. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được, biết đâu sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi giờ làm sao không mượn thì làm sao. Chắc vừa xỉu quá. Em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được, ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà, không lẽ anh không mượn? Dạ. Chứ đâu không cần mượn. Anh hiểu á. Để bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết á. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì cũng quên, để bóp hai, bình hai thường. Người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi, ví dụ anh kẹt vốn làm ăn gì đó anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu, tôi thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật mà. Y vậy luôn. Vậy cả đời coi như không tin đàn ông luôn. Không, bây giờ không cho ai mượn tiền, yêu yêu đừng mượn tiền. Thì không rồi không chị. Ờ thì vậy đi, sao cứ lòng vòng ngoài ta không thôi, muốn thôi. Cho mượn tiền mà ép người ta nữa. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng nhiều lắm. Gì ví dụ? Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em thì không thích người ở dơ. Em đi làm về khuya thế nên là 9-10 giờ tối chẳng hạn, em không bao giờ ăn tắm. Sáng em mới tắm. Rồi ngủ chung với vợ rồi không tắm luôn. Thay đồ đi ngủ thôi chứ không tắm. Sáng dậy có tắm đi làm không? Có, không tắm thì cũng gội đầu. Ủa, tắm không tắm mà gội đầu là sao, là tắm cái đầu của cái mình chừa lại hả? Ý em cái đầu là... xuống gội thôi còn cái mình đúng chừa rồi. Lại. Chừa cái mình lại thiệt luôn á hả? Ý em nói là nếu như mà mình không tắm thì mình phải gội đầu. Ủa là sao anh Linh? Thì nó thúi chứ sao? Đâu có sao đâu, không tắm thì nó thúi à. Rồi được rồi, cái đó là khuyết điểm á hả? Có ưu điểm gì không? Kể khuyết điểm hoài bên này gái chạy luôn á. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em nấu cũng rất là ngon. Rồi, gì nữa? Em chơi thể thao, có môn gì em cũng biết nhưng mà không giỏi đâu. Ừ. Không bộ đội thì những cái việc này rất là ok.
Nhưng vấn đề chỗ mà nó dơ là tao không chịu rồi đó. Trời ơi, bên đây tao làm thời trang, tao đẹp sạch sẽ thơm tho vậy, bên kia không tắm. Cũng ngộ thiệt. Hello. Chào anh. Chào em. Thần tượng anh Linh đó. Anh đây quầy nấu ăn tốt nè, công việc tốt, nhưng chỉ có băn khoăn chuyện không có tắm đó. Anh hỏi lo thôi. Anh nói nếu mà chịu bấm nút cho em mà em về nhà huấn luyện là chắc chắn anh sẽ tắm. Đơn giản anh không tắm mà khỏi cho anh vô nhà ngủ, ra ngoài ngoài đường ngủ. Đó là cách đó hả? Ừ. Rồi. Mình làm theo kỷ luật quân đội luôn anh. Được, cũng được. Em có yêu ngay cái nhìn đầu tiên không? Em nhìn anh là em yêu ngay cái nhìn đầu tiên rồi đó. Cảm ơn em nha. Sao vậy? Ai biết. Tùy anh cảm nhận thôi chứ tôi đâu cảm nhận được đâu. Bây giờ vậy đi, mình tham khảo ý kiến người thân đi. Bạn có đi với ai không? Có, em đi với anh họ cũng là bạn. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Thực ra thì em với Bin là cũng có họ hàng, nhưng mà vì đồng trang lứa cho nên chơi với nhau cũng thân. Em thấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương, cũng khá cá tính. Có một cái điểm là hai bạn kết hợp chắc sẽ thuận lợi, đó là bạn nữ làm thiết kế thời trang cho nên chắc thiết kế được khá nhiều đồ, cho nên dù bên kia không tắm thì cũng vẫn có đồ mặc. Được. Em thấy là cặp đôi này cũng khá là thú vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đến em đi với là có hai đứa em họ, có chị dâu và dì của em nữa. Rồi, chào dì. Chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Rồi, chào dì. Dì nhìn thấy, nhìn cái anh ở tấm đầu không tấm mình đó, bảo sao dì? Dì thấy là Biên cũng hợp với Nhung đó. Còn tấm đầu tấm mình thì cái đó như nó đùa thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Vậy mà có đó dì. Có thì về hai đứa tự sửa đổi với nhau thôi. Dạ. Còn em gái hay chị gái, chị dâu thấy sao? Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị dâu. Nhung thì rất là chung tình, nhưng mà chỉ cần một người nam chung tình nữa thôi là đạt tiêu chuẩn. Yeah. Còn em nhìn bên Bin á thì trước tiên là cái vóc dáng là cũng tốt, và cái hình thức bên ngoài là đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn chị, giờ chút không sao em. Bây giờ cho cả hai gặp mặt nhau đi. Rồi, nào, cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để nói chuyện với nhau. Chào, cảm ơn anh. Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau qua tấm rèm này, em cảm nhận về anh thế nào? Có đạt được một chút tiêu chuẩn gì của em? Em nghe thấy giọng nói của anh là em thấy là anh là được 9/10. Giọng anh rất là hiền và từ tốn. Về nhà chắc là không ăn hiếp em. Hên xui. Mong là hên nhiều hơn xui. Rồi, còn anh cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận người đối diện em thì nói chung là cũng ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Tức là xinh xắn hơn em nghĩ. Ổn rồi phải không? Ổn, mình tính tới chuyện hôn nhân luôn, được chị gả luôn cho. Quan điểm của em về hôn nhân thì hai người đến với nhau á, miễn sao mà yêu nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì ngày nào em cũng coi chương trình của anh Quyền Linh mà, nên ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hy vọng em bấm nút. Bấm sao được, mình phải tỏ tình ta làm sao chứ. Bây giờ em nói một cái gì đó thật là tình cảm, tỏ tình, hoặc là em hát một bài hát. Hát thì em hát không được chị. Hát là mình em hát không được. Chứ hát mấy mình? Hát nhiều người thì em hát không kịp nên em... Em hát... Ủa là sao? Chị không hiểu à? Hả? Hát một mình thì em hát không được, mà hát nhiều người thì em hát không kịp người ta, nên em không bao giờ em hát. Dạ, em hát cho bạn gái em nghe, em tỏ tình với bạn gái em thôi, coi như mọi người xung quanh không, em tỏ tình thì không nhất thiết phải hát chị. Thì như... em làm gì em làm đi. Muốn làm gì em làm đi. Anh hy vọng là sau chương trình này anh với em sẽ có thời gian tìm hiểu thêm. Anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt theo như mong muốn của em. Em cho anh một cơ hội. Đó, ít nhất là vậy. Bạn gái, không phải có một mình em là làm nhân chứng, mà tất cả các khán giả đài ở đây đều làm nhân chứng, và đặc biệt là anh Quyền Linh và chị Cát Tường đều làm nhân chứng. Nếu mà anh có phản bội lời hứa thì lúc đó là con người anh sẽ ra sao thì em không biết. Được rồi. Đó là nhắn bao nhiêu con người ở trong cái khán đài này làm chứng đó nha anh nha. Nào, để tay nút bấm. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ hung cái kỷ niệm đi. Khó quá anh. Có gì đâu khó.
Lâu nhiều quá anh ơi. Đó. Đó, nói chi cho nhiều. Nãy giờ mới thấy những cái mạnh mẽ. Bộ đội mà. Gửi tặng hai bạn. Nói là làm liền. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là chiếc vé xem phim, chúc hạnh phúc sẽ mau đến. Vô đó hung thoải mái. Nhớ coi phim đừng mượn tiền nha. Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò. Em cố, em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng bung ra. Chúc họ sẽ thành công. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Hả Mang, mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Thôi mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi và đang là nhân viên cho một văn phòng đại diện của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kiêm luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ em quê ở Bình Định vậy. Rồi mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Thì tại lý do gì? Do có những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc mình đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Ừ. Bây giờ hỏi bạn nữ rồi, nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết, có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ, cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự gọi là chưa chính thức quen. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố, em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng bung ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu, không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò. Thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 mấy số luôn ha. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát đâu, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát thì em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc mà hay quên. Em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất là mình đang lái xe. Thôi, lúc đó xe lái em cho em không lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng mà cần suy nghĩ á. Dạ chị. Có làm sao không? Dạ không, vậy lúc đó là đi chậm hả chị? Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng, không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình. Đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó. Mệt lắm vậy. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển, muốn gì nó đại với em đi ha. Dạ. Bây giờ không thích gì hả bạn nữ? Chi ly tính toán quá. Trời đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của? Thì có chuyện gì tính thì được, chứ dù ra chợ mua rau cá rồi phải trả giá tính, chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi mai mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ thôi nữ lo anh chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại Rồi, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì có căn hộ ở thành phố rồi. Vậy được mà rồi. Chưa lấy chỗ Hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa. Có nhà lắm. Rồi em. Có nhà thì mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Em chào anh. Chào cô gái. Dạ. Em phải thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo. Ừ. Nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian đều đều. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm, nhìn cũng đôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu.
Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là sao đó. Phụ thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái vụ phụ giùm em nha. Rồi. Không phải dạ, chắc vụ phụ không nổi đâu. Có vụ phụ không? Không anh. Vụ nữ. Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ em có, em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào bạn. Kính chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm. Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á là chị Trân của em á là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình, mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin cảm ơn em. Hôm nay anh có đi ra không? Em có đi với em họ, em ruột, bốn người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở dưới khán đài luôn. Nguyên fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét thì chị thì em cảm thấy ok, chị hiền được. Còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi, chắc chúng quay năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi, chị cũng mong vậy lắm á. Dạ rồi. Xong thôi. Bây giờ tham khảo hai bên xong rồi mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Em cấp quà tặng anh. Người tặng quà ta chưa nói năng chơi quay lưng lui trời thiệt chứ. Nghe chị. Dạ quyển sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh nếu như mà anh đọc rồi thì anh có thể cho mượn đọc lại. Rồi anh cũng nói đi anh tặng hoa đi, rồi khi nào em xài khi nào héo em gửi lại anh, rồi khi nào khô nó để lại rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn, mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ bó hoa này anh tặng em đó, nó ý nghĩa lắm chứ bộ, đúng không? Thôi bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xí chứ trước khi nói giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình, cổ ghi ra trong này rõ luôn. Bạn muốn hẹn hò, cô tiêu chuẩn luôn, ngoại hình cao ráo, dễ nhìn. Cô để cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè, em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó. Bao đêm viết ra được thì phải bỏ vốn thì phải. Không, cái này cho em giải thích. Đọc đi. Không phải, cái này em giải thích chút xíu. Tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có không bút sao, không để sao. Ghi. Anh thử đọc coi giống anh không? Cái này là thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó nhưng mà. Em tặng đi. Vậy là. Dạ. Sau này. Anh không giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không? Nên em giấu luôn đúng không? Nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi. Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật. Chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao? Thôi hai người tâm sự đi. Dạ hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia, mà nhìn anh như vậy em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây áo sơ mi trắng. Wow. Không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh vụ nghỉ hết. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh. Tươi. Bình thường nó gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Không, nó là dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy vậy? Anh nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương à. Nhà anh bên trên nuôi ốc hương hả? À, đúng rồi anh nuôi. Thế anh nhà tháng sinh nhiều lắm không? Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con tôm tôm rồi. Dạ, tôm nhanh tôm chi thôi vô con người đi trời ơi, tình yêu còn móc mối làm ăn hả? Em hỏi nghề dính nghề rồi chứ tụi này phải móc mối làm ăn. Nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu. Không em mua đâu chứ hả? Mua anh hay không? Đây không chỗ phải chỗ bắt ốc. Bắt đầu nói chuyện tình yêu.
lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ em không thích ăn ốc lắm anh. Thôi mình nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chuyện nó bỏ qua đi. Dạ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc này cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng, gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Ủa ra được rồi hả? Ở luôn hả? Cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không là ăn thua, giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ cho suy nghĩ kỹ, thật nha. Kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Nên như cảm nhận của em tình yêu mà đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được. Một cô gái rất dễ thương, thông minh ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên cũng tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Nhớ đọc sách xong rồi cho bạn ấy mượn nha.